Siêu thị Đan Mạch thực hiện biện pháp độc đáo, hạn chế tích trữ trong mùa đại dịch. Hiện nay, vật dụng vệ sinh bao gồm có toilet paper và bảo hộ thiết yếu bao gồm có khẩu trang y tế đang trở nên ngày càng khan hiếm trong mùa đại dịch COVID-19. Nhiều siêu thị ở Anh, Mỹ hoặc Úc đã phải áp dụng quy định hạn chế số lượng cho mỗi khách hàng được mua đối với một số mặt hàng có nhu cầu cao đột biến. Tuy nhiên, chuỗi siêu thị Rotterdam tại Đan Mạch nghĩ ra một cách độc đáo hơn để hạn chế hành vi thiếu văn minh của khách hàng mà không cần phải đưa ra các quy định mang tính ép buộc. Chuỗi siêu thị Rotterdam quyết định bán một chai nước rửa tay với giá thông thường khoảng hơn 4 Mỹ Kim. Nhưng nếu khách hàng muốn mua 2 chai, họ sẽ phải trả cái giá lên tới 95 Mỹ Kim. Trong một bức thư đăng tải trên tài khoản Facebook, Rotterdam cho biết là họ tự coi mình là một chuỗi siêu thị mang giá trị nhân văn và tôn trọng cuộc sống bận rộn của khách hàng. Vì vậy, họ muốn bảo đảm rằng tất cả mọi người đều có thể mua được các mặt hàng thiết yếu giữa mùa đại dịch, thay vì tập trung vào việc bán được càng nhiều hàng hóa càng tốt. Cư dân mạng xã hội tỏ ra vô cùng thích thú và ủng hộ phương pháp độc đáo này của Rotterdam. Nhiều người giải thích rằng, thay vì giảm giá khi bán số lượng lớn để khuyến khích người tiêu dùng như vẫn thường làm, các siêu thị chỉ cần làm ngược lại và tăng giá lên khi khách hàng mua với số lượng lớn. Họ cũng gợi ý phương pháp độc đáo này nên được áp dụng tại các nước Anh, Mỹ và Úc và với nhiều mặt hàng khác bao gồm có giấy vệ sinh, nước đóng chai và thực phẩm khô. Một trong những ví dụ kinh khủng nhất của hiện tượng đầu cơ tích nước rửa tay khô là hai anh em cư dân của tiểu bang Tennessee đã mua tới 18.000 chai, cuối cùng phải mang đi làm từ thiện vì không thể bán lại được.